Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xem xét nghiên cứu, đồng thời lấy ý kiến của các cơ quan chức năng để thông qua dự án xây dựng khu phố ngầm tại trung tâm Sài Gòn. Tổng mức đầu tư cho dự án này khoảng 8.400 tỷ đồng. Theo đó, khu phố ngầm dự kiến sẽ được xây dựng tại khu vực nhà ga trung tâm Bến Thành thuộc địa bàn quận 1. Công trình có tổng diện tích hơn 45.400 m² với 4 tầng hầm bao gồm tổ hợp phố đi bộ ngầm, quảng trường công cộng, công trình phụ trợ và khu vực cửa tiệm gắn liền với tổ hợp. Trong đó, phố đi bộ ngầm là hơn 21.600 m², khu vực mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí là 16.850 m². Theo đề xuất, dự án có tổng số vốn huy động là gần 8.400 tỷ đồng. Dự án không chỉ nhằm xây dựng trung tâm thương mại mà còn hướng đến việc hình thành một khu đô thị, thành phố dưới lòng đất với quy mô lớn ở khu vực Đông Nam Á. Công trình dự kiến thi công từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2024, thời gian thu hồi vốn nhà nước trong vòng 13 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động.